Dự kiến vào tháng 5 tới đây, cầu Tân Kỳ Tân Quý trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức thi công trở lại sau hơn 4 năm tạm dừng. Đây là niềm vui và cũng là niềm kỳ vọng lớn đối với người dân trên địa bàn quận nhằm giải tỏa áp lực giao thông cho khu vực cửa ngõ Tây Nam thành phố. Cầu Tân Kỳ Tân Quý dài 80m, rộng 16m, trước đó được khởi công xây dựng vào đầu năm 2018. Tuy nhiên, đến cuối năm nay, khi đang hoàn thành 70% khối lượng, công trình phải tạm ngưng do vướng mặt bằng và phải dừng phương thức đầu tư BOT trên đường hiện hữu theo quy định. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, thành phố đã xây dựng hai cầu tạm bằng sắt. Việc đi lại của người dân rất khó khăn, tình trạng kẹt xe thường xuyên xảy ra tại đây. Sáng hay kẹt xe lắm, trưa cũng hay kẹt xe, cũng mong muốn cho nhà nước làm để tiện việc đi lại cho người dân. Hiện nay, Ban Giao thông đang phối hợp với Bình Tân để có thể giải ngân được khoảng 112 tỷ đồng ngay trong cái tháng 3 này. Đây là cái chi phí giải phóng mặt bằng để làm nền tảng cho cái việc là khởi công cái dự án này vào tháng 5 năm nay và phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình vào 31 tháng 12 năm 2024 này. Đây cũng chính là một trong tổng số 19 công trình dự án trọng điểm có nguồn vốn đầu tư lớn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường giải ngân vốn đầu tư công ngay trong tháng 3 này để đảm bảo trong quý 1 năm nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố đạt ít nhất 10%. Trong năm 2024 thì Ban Giao thông được thành phố giao cái khối lượng giải ngân là 12.380 tỷ đồng. Năm nay thì cái phân tích cơ cấu nguồn vốn đó thì nó khác với năm 2023. Trong năm 2023 thì 50% là chi phí giải phóng mặt bằng, nhưng năm nay thì giải phóng mặt bằng chỉ vào khoảng 20% của cái tổng số đó. Phần còn lại thì nó nằm vào công tác xây lắp các cái khối lượng vốn ODA và đặc biệt là có thể xem làm hai nhóm, cái nhóm những dự án đang thi công và nhóm dự án khởi công mới vào cái quý 4 năm nay. Thành ra cái trọng tâm cũng là thách thức lớn nhất của năm 2024 là đẩy nhanh tối đa cái khối lượng thi công, tiến độ thi công của công trường. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ trình phê duyệt và điều chỉnh trên 50 dự án, khởi công xây dựng gần 30 gói thầu, hoàn thành 38 gói thầu dự án, đồng thời hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 40 dự án. Đặc biệt, ban cũng sẽ phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên 95% kế hoạch vốn được giao.